À, xin chào các bạn, vấn đề hợp tác trên tay tôi đang là chiếc Lenovo Mi 3 1030 mới à, vừa được ra mắt cách đây không lâu. Và nhìn bên ngoài vỏ hộp các bạn có thể thấy chiếc tablet và một chiếc bàn phím đi kèm với nó. Ở mặt sau của nó thì nó có thông số kỹ thuật như là CPU chip Intel Z3735, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình là 10.1 Full HD và hệ điều hành đi kèm với nó là hệ điều hành Windows 8.1. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc tablet này nhé. Chiếc bàn phím của nó được bao bọc rất là kỹ nha. Chiếc tablet Lenovo 1030 của chúng ta. Phụ kiện đi kèm với nó đây là chiếc adapter, cáp sạc. Bên trong nó là sách hướng dẫn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Ở góc trái ở trên của chiếc tablet chúng ta có thể thấy chữ Lenovo rất là nổi bật, đúng không nào? Đây là chiếc camera trước của máy. Khu vực tăng giảm âm thanh, nút nguồn của máy. Đây là khu vực để kết nối với bàn phím được mã vàng. Còn đây là khe cắm thẻ nhớ, loa, cổng kết nối HDMI, dây sạc, cổng kết nối, cổng cắm sạc, cổng cắm tai nghe jack 3.5. Bây giờ chúng ta sẽ mở máy xem thử nhé. Trong khi chờ đợi mở máy thì ta có thể khám phá sơ qua chiếc bàn phím của chiếc Lenovo Mi 3 này nhé. Đây, chiếc bàn phím được bọc trong một cái túi vải rất là xinh và rất là hầm hố. Chiếc bàn phím được bọc da rất là đẹp ha, rất là sang trọng. Bàn phím kiểu lollipop. Bây giờ ta cắm máy lên thử luôn. Và đây là một cái bản hướng dẫn rất là đơn giản của Lenovo đi kèm với chiếc bàn phím. Đó là khi các bạn lắp chiếc tablet vào chiếc bàn phím thì các bạn chỉ cần đưa cái phần kết nối của chiếc bàn phím vào cổng kết nối của phần bàn phím và nhấn hai cái ngàm xuống. Như vậy là thao tác chỉ có hai bước thôi, các bạn đã có thể kết nối được chiếc tablet vào chiếc bàn phím. Và khi các bạn tháo ra thì các bạn chỉ cần làm ngược lại, tháo hai cái ngàm hai bên ra và rút chiếc bàn phím ra. Đây là diện mạo bên ngoài của chiếc tablet khi đã gắn lên trên chiếc bàn phím rời của chúng ta. Rất là mỏng và rất là sang trọng ha. Giao diện của chiếc tablet Mi 3 1030 khi vào Windows 8.1, các bạn có thể thấy touchpad của nó rất là nhạy nha. Với thiết kế của chiếc bàn phím rời cộng với thiết kế của chiếc tablet, nó tạo nên một phong cách rất là mới lạ, cũng như là tạo nên sự thú vị khi các bạn đi gặp gỡ khách hàng, giao lưu với bạn bè ở những quán cà phê. Đó sẽ tạo nên một điểm nhấn đặc biệt khi các bạn sử dụng chiếc Lenovo Mi 3 này. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này, và các bạn có thể xem bài review cũng như các thông tin chi tiết của con Lenovo Mi 3 này trên diễn đàn amtech.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.